mặt trận luân hồi. Nếu mà chúng ta thắng được thì chúng ta không luân hồi, mà chúng ta thắng được là chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết, nghĩa là chúng ta làm chủ bốn nỗi khổ của chúng ta. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có gì hết. Cho nên đầu tiên quý vị đã nắm được, đã hiểu được là tâm thanh thản an lạc vô sự, là không có tham sân si trong đó. Đây là cái lực mà không tham sân si, đây là tương ưng với chư Phật. Do khi mà chúng ta giữ tâm không dao động, bất động được, thì chúng ta tương ưng với cái từ trường của chư Phật đang thanh thản an lạc sẽ tiếp diện cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta, thí dụ bây giờ có thân thầy đau mà thầy ngồi sừng sững vậy, tâm không dao động, thì lúc mà tâm thầy không dao động rồi thì cái từ trường mà nó không dao động ở bên ngoài của chư Phật của thầy ấy, nó sẽ tiếp diện vô. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe không đau nữa, chứ một mình sức lực chúng ta sao chịu nổi. Nó nhờ có sự giao cảm, sự nương tựa vào nhau để vượt qua. Cho nên đạo cảm ứng giao nan tư nghì, giao cảm được cái sự khó khăn của đạo, cho nên giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Cho nên chúng ta phải giữ tâm tương ưng, cho nên mình biết rằng chư Phật sẽ hỗ trợ mình, cho nên mình giữ cái tương ưng với chư Phật thì sẽ được hỗ trợ. Mà tâm mình dao động không tương ưng thì mất luôn, không có làm sao mình tiếp nhận được, tức là mình phải tiếp diện quân cũng được, cho nên mình chịu thua. Còn cái này có quân tiếp diện rồi, bắt đầu mình giải thoát, giải phóng quê hương luôn, phải không? Làm chủ. Cho nên tu hành như vậy mới tu chứ. Sắp sửa rồi, quý vị cũng ở đây cũng có nhiều người sắp già, sắp chết rồi. Còn ngày hôm nay còn sống, ngày mai chết chúng ta không chừng. Hôm nay là năm nay, là đầu xuân năm nay, nhưng mà cuối xuân năm nay trong cái số người chúng ta sẽ có người mất, người con. Vậy thì chúng ta hãy mất ở trong cái chỗ nào cho xứng đáng làm cái người đệ tử của Phật, phải không? Các bác, các cụ lớn tuổi rồi, phải lo. Thứ nhất là thầy khuyên cố gắng thường xuyên nhắc tâm như lý tất ý, tâm thanh thản an lạc vô sự trước ác pháp nhé. Tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là vô thường, không có giận hờn, không có phiền não. Còn cái lớn khôn mặc tình, không được rầy rà nó nữa, phải không? Rầy tức là có giận hờn mới rầy. Cho nên vì vậy mà không giận hờn, dạy bảo khuyên lên, con hãy làm cái điều này thế này thôi, còn nghe cũng nghe quyền nó, còn mình có bổn phận mình nói thôi, đừng có để cho tâm mình phiền não mà giận hờn, mới rầy la nó thì cũng được, đó là tự làm khổ lấy mình. Cho nên luôn luôn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Lúc nào các bác, các chú, các cụ lớn tuổi rồi phải giữ gìn cái tâm này thì sẽ tương ưng với Phật, và đồng thời sẽ không tái sinh luân hồi. Bởi vì từ đường này nó, khi mà cái tâm này nó thanh thản, nó không tác động được thì coi như nó bị quá, nó bị chuyển quá hết. Còn nếu mà để nó tác động chúng ta đau khổ thì coi như là khi mà thân chúng ta bỏ rồi thì nó có duyên nó tác động, nó đi tái sinh luân hồi, nó tiếp tục nữa. Cho nên nó tác động mình không được thì nó bị chuyển quá hết, nó không còn tác động được. Cho nên tâm bất động, bây giờ tâm thầy đau nè, phải không? Nó tác động thầy đó, nó tác động cái tâm thầy đó, nó làm cho thầy quá sợ đó. Thầy vẫn giữ tâm không sợ, không dao động. Nó tác động được thì nó không tái sanh đâu. Cho nên cái tâm của thầy bất động rồi thì cái từ trường của thầy hoàn toàn nó rất thiện, nó vô lậu rồi. Cho nên thầy tương ứng chư Phật rồi. Hết, thầy chấm dứt một cuộc đời của thầy, không còn tái sanh nữa. Vì tái sanh rất khổ, làm thân nhiều kiếp nhiều đời quá khổ. Cho nên các bác, các cụ lớn tuổi rồi hãy cố gắng nhớ lời thầy. Thầy trao cái pháp như lý đắc ý này để cứu các bác, các cụ. Mặc dù tôi chưa sanh nhưng vẫn giữ tâm bất động cho thầy, thì chừng đó sẽ gặp thầy, thầy sẽ cứu độ. Bởi vì tương ứng với thầy, dù muốn dù không thì cái lực của thầy cũng phải trợ. Còn không tương ứng với thầy, bây giờ thầy có muốn cứu cũng được nữa. Nghĩa là một người chết chìm mà không chịu đưa tay thì không bao giờ ai cứu họ được. Mà mình đang bị chết chìm nhưng đưa cánh tay lên thì cái tay đó là bất động tâm đó. Sẽ có cái lực khác người ta lôi mình lên. Bởi vì mình có cái hướng đi, mình có cái hướng đó rồi. Còn mình không đưa tay là mình chịu chết ở trong cái những cái dục lạc của thế gian rồi, thì không ai mà cứu mình được hết, người ta đành bỏ. Thương thì thương nhưng mà không thể cứu được. Bởi vì cứu được mấy con mang cái tâm tham si lên cái từ trường thiện đó chắc là tiêu tan của người ta hết, phải không? Mang cái tham si lên đó là tiêu tan sự nghiệp ở đó hết rồi. Ai mà dám mang, trừ ra mấy con phải bất động thì người ta mới dám mang mấy con đi. Phải hiểu chỗ đó chứ. Đó thì phải nhớ nha, các cụ lớn tuổi rồi. Còn trẻ trẻ đừng nói rằng mấy cụ già chết chứ tụi tôi không chết đâu. Không có đâu, đi ra kia xe đụng cái là bể đầu liền chết tức khắc đó. Đừng có nói chuyện không chết đâu. Cho nên vì vậy mà cũng phải chuẩn bị cho mình, phải tu tập cho rốt ráo. Có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thôi, đâu có nhiều.
Mà sau khi tu rồi, mình làm chủ rồi thì đâu còn lo nữa. Hết lo rồi, đâu còn phải tu hoài, đâu còn phải là tôi vô chùa tôi gõ mõ tụng kinh hoài, nghĩa là tôi tu xong rồi không gõ mõ tụng kinh nữa. Có phải đúng không? Còn giờ tôi thầy thấy một ông thầy già tới cuối cùng, nếu mà ông có chúng tụng kinh, ông cũng lưng gõ mõ tụng kinh. Nếu không để cái chùa dám que thì không được. À, cho nên vì tới cái vấn đề này nó không phải đạo Phật tu tới cái giai đoạn mà làm chủ rồi nghỉ tu nữa, trời ngồi chơi không có làm gì hết à, thì nó vô sự rồi mà đâu có hỗ trợ nữa. Cho nên trong khi tu nỗ lực phải tận cùng, bởi vì cái thời gian nhất định cho cái sự tu tập chúng ta. Đừng có chễn mãn, đừng có dễ dãi mà bữa nay sống ngày mai chết không chừng, bữa nay mạnh ngày mai đau không chừng, đau khó tu lắm, không phải dễ đâu. Thầy nói là nói chứ quý vị mà khi đau rồi quý vị mà ngồi giữ cái thân mà sừng sững để mà chiến đấu nó, là một cái người phải có nghị lực lớn, là một cái người phải gan dạ, phải làm những cái bực gọi là thầy nói phi thường. Chứ còn mà cái bực mà không phi thường thì chịu không nổi đâu, nó khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Ở trong bụng mà nó ung thư trong đó, nó đau nó nhức gồng mình lên mà chịu á, chứ đừng có nói cơm về. Cho nên vì vậy á, trước khi mà chuẩn bị cho cái sự chiến đấu này thì quý vị phải tập luyện về 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, mỗi đề mục của nó để giúp cho chúng ta những cái điều kiện mà cần thiết sau khi gặp những cái chướng ngại pháp, ác pháp tác động trong thân tâm của chúng ta, để mà chúng ta có cái phương pháp để lui. Chứ nếu mà không tập luyện những cái này thì chúng ta để lui không có được đâu. Nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa?